here today. I think that this is very important event of not only Samba Entertainment, but also Miss Grand International Organization. And I'm so, the first thing I feel that I'm so honored and proud of myself to can be a part of Miss Grand family. And thank you so much for believing in us, believe in Vietnam, for giving us a chance to cooperate with Miss Grand Organization to show about our beauty, our power, especially Samba Entertainment. And I feel like I cannot wait to 2023 to Miss Grand International held in Vietnam. I think that, oh my God, thank you so much. And I think that that's so a lot of people waiting for us, waiting for Miss Grand International. So thank you so much for cooperation and thank you so much for your love. Thank you. Luna rất là biết ơn cho hành trình vừa qua và rất là muốn gửi lời cảm ơn tới Miss Grand International Organization đã chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo vào năm 2023. Và Luna tin chắc là vào năm này thì chắc chắn là mọi người sẽ, cái sự kiện mà được mọi người mong chờ nhất chắc chắn sẽ là Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong cuộc hành trình vừa rồi. Dạ vâng ạ. Vậy thì con biết là đến cái thời điểm này thì Thùy Tiên có cảm xúc như thế nào đối với một cái hành trình mà đã trải qua? I have a very wonderful journey to be Miss Grand International 2021, and I'm very, very proud that Miss Grand International will be held in Vietnam after 6 years. And this will impulse not only the tourism, but also the economy of Vietnam. And I hope that all of the people all over the world, through Miss Grand International 2023, can see how beautiful we are, how wonderful we are, how lovely Vietnamese people are, to see it and to come to Vietnam. And I'm very proud, very grateful, and very happy to be here with all of you and receive all the love. Thank you so much, and I hope that I will always receive the support from all of you. Thank you so much. Thùy Tiên đã chia sẻ là Thùy Tiên đã có một cái hành trình rất là tuyệt vời, sẽ không thể bao giờ quên. Và một cái điều rất là tuyệt vời là sau từ năm 2017 thì sau 6 năm thì Miss Grand International đã được quay trở lại với đất nước Việt Nam của Trần Đăng Cai. Đây là một cơ hội rất tốt, không chỉ là quảng bá về du lịch đâu mà còn về kinh tế, về tất cả mọi thứ. Và Thùy Tiên một lần nữa rất là tự hào có thể quảng bá và đem hết những cái hình ảnh tốt đẹp nhất về con người Việt Nam, về tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của Việt Nam để với tất cả mọi người trên thế giới. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự luôn luôn đồng hành và ủng hộ của tất cả các fan, tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với Thùy Tiên trong suốt thời gian vừa qua. Em cảm ơn anh Hoàng, bé của Bestie. Thì em xin trả lời về cái phần next tour của em trước. Thì thật sự là trước đây, trước vào tháng 6 rồi đấy, em sẽ có một cái tour Nam Mỹ nữa. Nhưng mà vẫn rồi xong rồi bắt đầu tập trung làm visa các nước Nam Mỹ, xong thì là các nước Nam Mỹ lại bị delay, rồi xong rồi bị hoãn lại và nói chung là bị bãi lịch trình. Xong rồi thế là bắt đầu làm về cái visa của đợt tháng 7 thì lại bị chậm chạp nhiều hơn, bởi vì rất là nhiều đại sứ quán các nước em đi không có tại Việt Nam. Nên là hiện tại thì đáng ra là mình có thể đi được cái tầm 8-9 nước tới thời gian từ tháng 5 tới tháng 6, từ tháng 6 tới tháng 7. Nhưng mà hiện tại vì là vấn đề visa và cũng rất là nhiều vấn đề khác, cho nên là hiện tại những cái chuyến tiếp theo của em đi là em sẽ đi Angola. Đây là cũng là một cái lần mà em công bố chính thức luôn, đó là em sẽ đi Angola vào 2-3 ngày nữa thôi là em chuẩn bị đi rồi. Em đi Angola, châu Phi, đáng ra em đi Ghana nữa nhưng mà visa không kịp vì sau Angola em đi Anh. Mà visa Anh thì rất là lâu, cho nên khi lấy được visa Anh về thì không làm visa Ghana kịp được nữa. Em sẽ đi Angola, xong Anh, và em sẽ có một cái chuyến từ thiện ở Romania, ở trại tị nạn của ở Romania. Và sau đó thì tháng 8 em sẽ có một chuyến đi ở Malaysia, và tháng 9 là ở Việt Nam để lo cho Miss Grand Việt Nam. Thì đây là những cái nước chắc chắn và confirm em sẽ đi trong cái thời gian tới. Và về Final Work Final Work thì em chỉ mới là ngồi lâu lâu ngồi viết được cái đoạn speech của mình thôi, chứ mà để nghĩ về những cái đặc sắc hay đặc biệt thì cũng nghĩ ra rồi nhưng mà cũng chưa dám nói trước. Cho nên là em xin phép giữ bí mật và mong là các bạn Final Work của Tiên sẽ được tất cả những bạn fan hay là những ai yêu thương Tiên đón chờ và ủng hộ.
những cái rất là xúc động đúng không?